Vâng, em chứng minh định xin chào tất cả các bác. Đây là con âm ly của Đức. Con này hàng em sưu tầm về, các bác nào lấy thì alo cho em nha. Về cơ bản em này thì đánh chất âm rất là mềm, phù hợp với các bác là nghe nhạc vàng, nhạc cổ, ghép với những dòng loa cổ như là 77A, 88A, Quánh AR là những dòng loa Mỹ cổ nha các bác, hoặc là những loa Saba. Đặc trưng của cái con 1600 này thì nó là chạy 4 con sò Motorola nha các bác, rất là hiếm. Những con âm ly Đức chạy sò Motorola tiếng rất là hay. Đặc trưng là phù hợp với các bác là nghe nhẹ nhàng, mềm mại, bass mềm nha, bass mềm, tiếng thì rất là tơi. Còn các bác nào mà nghi lực bắt đùng đùng á, thì con này thì các bác không hợp đâu. Chỉ phù hợp với các bác nào mà thích nghe nhạc bre á, nhạc vàng, bolero nhẹ nhàng á, tiếng bass mềm nghi lâu không chán á, thì là một con sản phẩm phù hợp với các bác. Nó chỉnh bass chép cho một hai vế luôn nha. Cũng có lo nét đầy đủ, con này rất là mới nha các bác. Đấy, hồi gỗ rất là đẹp. Mặt trắng phay cực kỳ đẹp, đây là volume tổng này. Thằng Đức nha các bác. Made in Germany nha, con này công suất khỏe lắm nha, nó 350W rồi các bác. Rồi, sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng ngắm nha. Âm ly Đức thì các bác ngắm bên trong nó rất là đã, nó rất là giống như dòng Mỹ cổ, như dòng âm ly Mỹ. Mời các bác xem mặt mũi nó này. Đua CV 1600 nha, rất là hiếm. Chạy sò Motorola. Con này giá là 10 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, hàng sưu tầm nha, có hồi gỗ cho các bác nha. Vâng, đây là phía sau em nó sở hữu là 300 loa. Đây, công suất là 350A, hàng châu Âu Đức nên là sử dụng điện 220V, rất là tiện nha, đường tín hiệu vào, đây, tuner và phono. Cho đây mời các bác cùng xem bên trong nha. Vâng, đây là bên trong, nó sở hữu tăng phô như những tăng phô kép nha các bác, đây. Nửa này nửa bên này và tụ, và đây là bốn con sò Motorola này các bác, bốn con Motorola nha. Ở đây mỗi vế nó sử dụng là bốn con kích của Motorola luôn. Đây các bác thấy máy rất đẹp nha các bác. Bác nào sưu tầm hàng Đức thì liên hệ cho em Chiến nha. Con này rất là tầm tiền nhưng mà tiếng rất là mềm nha các bác, nghe loa châu Âu, loa Mỹ cổ rất là hay. Các bác nào có những cặp loa Saba hoặc là những dòng loa của Dixon quấn rất tốt nha. Nếu yêu thích tiếng bass mềm là một lựa chọn cực kỳ ngon của con CV1600 này, hàng đến từ Đức nha các bác. Hãy có thấy những kỹ sư Đức họ làm rất là tỉ mỉ nè, mọi người chơi chút rất là kỹ nha. Đồ Đức thì khỏi bàn rồi, từ những sản phẩm audio cho đến là si cổ vân vân. Có thể nấm nút này, sản phẩm tầm tiền nhưng mà nấm nút được treo chút rất tỉ mỉ, có một lớp cao su phía trên này. Đây, các bác nào lấy con này thì liên hệ cho em Chiến nhé. Nó size là 46 cm, có hồi gỗ 46 cm, giá là 10 triệu là đã bao gồm phí ship. Con ly rất là đẹp.